Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 10 token GS. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot, tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó nhập mã captcha. Ok, chọn Join the Drop và join vào group Telegram. Rồi, quay trở lại, join vào channel. Rồi, ok, follow Twitter này, test thẻ 3 người bạn cộng với cái hashtag này nhé. Thì mọi người sẽ copy cái hashtag này cho mình. Rồi, sau đó vào Twitter này. Rồi, bấm chọn theo dõi. Tiếp theo sẽ chọn Like và chọn trích dẫn. Thì ở đây sẽ tag thẻ bạn bè vào, chọn 3 người bạn để tag nhé. Rồi mọi người lên ghim luôn 3 cái người bạn vào trong cái bộ nhớ tạm ấy, cho nhanh nhé. Rồi tiếp theo sẽ gắn cái hashtag vào và bấm tweet. Rồi sau đó quay trở lại, chọn submit. Rồi sau đó nhập username của Telegram. Tiếp tục nhập profiling Twitter. Rồi sau đó thì mọi người sẽ join vào Medium, đây là cái nhiệm vụ làm thêm thôi. Thì mọi người join vào nhé. Rồi thì mọi người cần phải bật video lên để mới join được nhé. Username mình vào. Rồi ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.